Xế chiều nhạt miệng, chấm ngay từng ớt cơ đó, cây tê phê mê. Nói chung là cái cục diện trận đấu này thì nó thể hiện rất là đúng rồi. Và đôi khi chúng tôi ở những cái thời điểm chúng tôi thực sự là cái trận đấu này hòa là may mắn. Đấy, bởi vì cái sự đồng đều cũng như là cái các cầu thủ của Hà Nội. Đấy, cũng như là tôi đã nói với truyền thông trước ngày thi đấu là Hà Nội không phải là mất một hai vị trí mà bị ảnh hưởng đâu. Bởi vì đội Hà Nội là người đá chính dự bị ở cái khoảng cách nó không có xa, cho nên là chúng tôi rất tôn trọng đối phương và thực sự hôm nay là một điểm rất là quý giá của chúng tôi. Mặc dù là cái đặt ra mục tiêu là chúng tôi phấn đấu lấy 3 điểm, nhưng mà thực tế và cái cuộc diện trận đấu chúng tôi có một điểm hôm nay là may mắn. Quan sát huấn luyện viên Văn Sĩ trong suốt 90 phút thi đấu thì có cảm giác là ông đã nhiều lần ông cảm thấy thất vọng với những cái tình huống xử lý bóng của Marcio. Ông đánh giá nào về cầu thủ này và một bàn thắng của anh ta trong trận đấu ngày hôm nay đã đáp ứng được cái lòng mong mỏi của ông không nhỉ? Nói chung là với Marcio thì cái bắt nhịp và cái quãng thời gian nghỉ gần 4 tháng và khi quay trở lại cái hơi thi đấu thì rõ ràng hôm nay anh ta chưa tốt, mặc dù là có ghi bàn. Đương nhiên là bóng đá quan trọng nhất là ghi bàn, nhưng mà toàn cục cái trận đấu thì Marcio làm chưa tốt, chưa thể hiện đúng cái khả năng. Tôi hy vọng là những vòng đấu tới thì Marcio sẽ làm tốt hơn. Ông nói là đội bóng của ông may mắn có được một điểm ngày hôm nay, nhưng mà trong những mùa giải gần đây thì Nam Định luôn có những kết quả rất tốt trước Hà Nội trên sân Thiên Trường. Vậy thì đâu là cái yếu tố đã giúp cho đội bóng của ông có được những cái thành tích tốt? Nói chung là với đội Nam Định chúng tôi mà chơi trên sân nhà và với đội Hà Nội thì cái tâm lý bao giờ cũng thoải mái hơn là đá những cái đội mà tầm như đội Nam Định. Bởi vì cái tâm lý đá đội Hà Nội thì rất là nhiều ngôi sao, rất là nhiều cầu thủ tốt. Đấy mà chúng tôi mà cái tâm lý cầu thủ mà không may mà có sa sẩy mà có thua chẳng hạn thì cũng không phải là vấn đề lớn. Thế nên chính vì thế cũng là một cái tâm lý thoải mái hơn cho các cầu thủ Nam Định chúng tôi thi đấu mỗi khi gặp Hà Nội. Chắc là cái tinh thần thi đấu của các cầu thủ Nam Định sẽ được tiếp thêm từ các cổ động viên trên sân Thiên Trường được không? Chắc chắn rồi, cái động lực đấy rất là tốt cho các cầu thủ thi đấu dưới sân. Đấy, nhưng mà rõ ràng là cái gần nghỉ gần 4 tháng mà khi quay trở lại thì đội chúng tôi thì có mấy trận tập huấn, không có được một cái giải tập huấn nào, nên là cái hơi thi đấu cũng không tốt bằng đội Hà Nội. Thế nên chính vì thế cũng là một trong những cái mà ảnh hưởng đến cái trận đấu ngày hôm nay của chúng tôi. Và cái thời gian tới, trận đấu tới thì tôi nghĩ là các cầu thủ chúng tôi sẽ làm tốt hơn khi tiếp Bình Dương trên sân nhà.